Đi đâu đây? Về. À, về đâu? À, về quê nhà. Quê hương tôi Singapore. Đây là lần đầu tiên mình đi sinh ấy mọi người, và anh Long trước đấy đã đi một lần với Last Fire rồi. Mọi người nhìn anh Long có quả gáy với các này đấy. Trời không? Trời. Mình đã đầu tư thuê một con máy quay cầm tay đấy, để cái trải nghiệm mà du lịch nó được trọn vẹn, các bạn hiểu không ạ? Đầu tư chưa? Cái blog đi sinh này thì mình quyết định là mình sẽ quay ngang bằng cái máy quay này. Đây là lần đầu tiên bay từ Sài Gòn đi nước ngoài luôn. Đấy. Long ơi, tỉnh dậy, đến rồi. Ladies and gentlemen, welcome to Changi Airport, Singapore. It's now 10 past 12 p.m. The outside temperature is 31 degrees Celsius. Như chưa từng có giây phút lìa xa, dẫu gương mặt trên vai em u oà. Dẫu cuộc đời anh đi xa đóng đua, anh về bên em như anh được sống lại phút đầu mỏi, có em ở trên vai anh cuối cùng. Dẫu cuộc đời anh đi xa chân tình, dành hết cho quay tàu. Mọi người ơi, mình đã đến sân bay Changi. Em Việt Nam của Changi. Bây giờ là 11:25 giờ Việt Nam. Ở Singapore thì lệch nhanh hơn một tiếng, tức là bây giờ ở Sing đang là 12:25 rồi. Anh chưa bao giờ đến đoạn này của sân bay Changi cả. Anh chưa bao giờ đến đoạn này ạ? Trông nó lạ lạ. Thôi anh không nhớ đâu. Đi tè. Bây giờ mình sẽ đi tè. Đây nhá mọi người. Đúng rồi, giờ ra đây không bị ai phát hiện. Rồi xem. Vừa dứt lời đang đi tè thì có người nhận ra. Anh phải vào hẳn trong sinh ấy thì chắc là sẽ không có người nhận ra. Ừ. Ở đây toàn người Việt mà. Bây giờ bọn mình chắc phải qua kiểu nhập cảnh sinh đã. Mình thì chắc chắn là qua rồi, còn anh Long thì chưa chắc. Anh Long có quả hộ chiếu từ mấy năm trước đổ nước và bao giờ nó ố hết cả. Thế là vừa nãy đi qua sân bay người ta phải nhắc nhở mà khiển trách. Xong người ta bắt ký một cái giấy là ở đây chúng tôi cho qua nhưng đến sinh mà bạn không được qua thì chúng tôi không chịu trách nhiệm. Ok, giờ theo chân food blogger Hoàng Long. Ăn gì anh nhở? Dạ, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ ăn một cái máy tên là Tasty Meals. Ở đây, Singapore, trên sân bay của Changi. Ở đây chúng ta có mì gạo chay, mứt tôm rendang với vì Yanni cơm. Vừa translate à? Đây là... Em vừa đọc là seafood for fun. Ừ, anh đọc thành như thế. Seafood for fun. Thế thì mình chỉ giới thiệu thôi chứ mình không ăn hả bạn? Không. Lần nãy ở sân bay check in vội quá đấy à. Không nói cho mọi người biết về quy trình, thủ tục các thứ. Rất đơn giản, giấy test nhanh, hộ chiếu đây, mua vé máy bay, khách sạn các thứ. App PC Covid là phải update tiêm đủ vaccine 2 mũi hoặc 3 mũi. Chuyển cái app PC Covid để sang tiếng Anh. Đấy, tải trước hai cái app. Một cái là Singapore Arrival Card, điền khai báo trước. Một cái là Trace Together, là một cái app giống kiểu BC Covid ở Việt Nam. Bọn mình còn mua cả bảo hiểm cho chắc, lỡ bị dính Covid lần 2 thì còn có bảo hiểm cover chi phí ở lại. Thế thôi, không đi rồi. Nhớ là chuẩn bị cho mình một hộ chiếu sạch sẽ nhá. Nhớ chưa ạ? Nhớ chưa ạ? Uầy, nhiều cây cực mọi người. A few moments later. Chúc mừng Nguyễn Hoàng Long đã vượt qua được hải quan Singapore. Đi được rồi, đi bán ma túy thôi. Rồi là công dân bất hợp pháp. Anh nhìn xem số hiệu chuyến bay của mình là bao nhiêu? VN651 đúng không? Ừ. Thế đi ra băng chuyển 41, xa vãi. 42, 43 đây, 41 phải là cái này rồi. À thế ạ? À? Ừ đúng rồi. Đây này, đây là đến muộn quá bị vứt mẹ ra ngoài này.
chiếc vali chúng tôi dán sticker vào 2 giờ sáng. Mình vừa lấy xong hành lý ký gửi rồi và phải check hành lý một lần. Cái camera này nhìn nó kiểu gậy gậy, nhìn nó giống thuốc lá điện tử. Mà ở Sinh là cấm thuốc lá điện tử nhá, cấm vape, cấm pot nhá. Linh vape sáng nay có bị cấm không? Bây giờ bọn mình sẽ đi sang Terminal 1 để lấy sim. Lắp vào xong thì sẽ đi tàu vào thành phố thôi. Đây phải là chuyến đi đầu tiên sau cái đợt dịch mà được ra nước ngoài của mình. Ôi, đây là lần đầu tiên đi du lịch nước ngoài mình ghi yêu. Xem. Mình cùng làm những điều đầu tiên với nhau nhỉ. Anh có phải lâu gì không ạ? Nếu chưa tụng của là Singapore à? Của trên Việt Nam. Mình đã tìm thấy quầy lấy sim. Ở quầy lấy sim thì có bán hai cái thẻ này để đi tàu, đi ăn food court hay là để đi mall các thứ thì quẹt. Thế bọn mình đã mua luôn. Chỉ 12 đô mà trong này có sẵn 7 đô để dùng luôn. Tức là cái thẻ này 5 đô thôi. Đồ nào nhỉ? Đấy đúng rồi. Thôi thành người Singapore chưa? Cái sim này chắc là cứ cất vào trong cái... Anh cứ để đằng sau ấy, khách lấy cái này của người ta. Đấy. Người Việt Nam mà, mình đi móc đồ. Hảo. Lớp tôi không chấp nhận cái định kiến đấy đâu nhá. Hai sim hai sóng. Anh nóng em lạnh. Sim giờ thành Pornhub rồi. Rồi. Hồ sâu vũ trụ. Ui, đó là quả hồ đen thì thôi rồi. Mọi ơi, chúng đây là đi cảnh luôn. Mày quay hết pin rồi nên là shop này là điện thoại nhở. Mình đang đi ra Terminal 2, sau đó sẽ bắt tàu vào trong thành phố. Ở trong sân bay đẹp quá, nhiều cây xong thác nước các thứ làm đẹp vãi chưởng. Long mệt rồi, nhìn đây này, nhìn kéo vali trong chán đời không? Singapore thành phố sạch nhất thế giới. Có nhất thế giới không? Đây bây giờ đang ở Changi Airport. Bọn mình sẽ đi đến cái Tanah Merah. Xong rồi đi tour một lèo là đến gần khách sạn chỗ ở. One hour later. Đây là khách sạn bọn mình ở. Đấy, ngay cạnh xe ở đây mà luôn. Có sang đường này không? Có sang rồi đúng không? Không, xe ở đây phóng nhanh đấy. Bây giờ nó không ai mà mình chạy qua vèo đấy. Mình không làm kiểu Việt Nam đấy ở đâu. Đợt trước là Sơn Bắc làm đấy trông giống đi buôn lậu. Nhưng làm gì có chỗ sang đường. Có, bên đỏ. Bọn mình quyết định làm đúng luật. Là xuống hẳn với kia mới sang đường. Ở đây đèn đỏ không đếm ngược mọi người ạ. Là không biết là còn bao nhiêu giây luôn. Lâu gì chưa xỉ ở vỡ sao nỉ. Lâu gì nha, đừng cần được có. Lâu gì mà giờ phát cơ nha. Mà để xe ở đây sạch. Ừ. Nặng quá em ơi. Nặng à? Để em. Anh Long kéo cái nhẹ còn đường cái nặng cho mình. Em đi hợp với cái vali đấy. Ừ đi, nói đi đâu em chỉ nói bông đùa, vu vơ mà. Annyeonghaseyo, gasamita to my room. And you can see la, you can see the view very beautiful nha. And konnichiwa, window. Window la. Remember to close the sổ to nha. The cửa sổ. Không cao lắm, tầng 4 thôi. Khách sạn ở Sinh khá là đắt đấy nên là bọn mình book một cái phòng vào nhà vệ sinh trước nha. Chả có gì cả. Đấy. Nhà sông tầng 4. Xong rồi là đến phòng ngủ luôn thôi. Đây. Cái phòng nó như thế này thôi mà đã gần 2 triệu một đêm rồi. Cho nên là mình cũng thôi không có nhu cầu book cái phòng đắt hơn làm gì cả. Đi du lịch thì cũng không ở khách sạn mấy ấy. Chủ yếu là cần một chỗ đủ tiện nghi, thoải mái các thứ là ok rồi. Đó. Mình vừa ngủ dậy và bây giờ sẽ ra ngoài. Bây giờ là 6 giờ kém giờ Singapore à. Thực ra thì hôm nay bọn mình không đi riêng
hai người đâu, mà mình còn đi cùng với em họ mình nữa. Mình rất hay đi du lịch cùng em họ mình, nhưng mà vì bây giờ đi cùng Long nên là em họ mình thành người thứ ba. Nó phải ở phòng riêng. Nhìn cái gì xong rồi? Ngoài này lạnh quá. Ôi, ok. Ôi, mà lớn rồi. Đây là em mình. Đây là em mình nhá. Mình đang đi bộ ra Chinatown để kêu đi ăn không? Đây, đồ tàu đây. Phải ăn ở mấy hàng street food ở Singapore, không có mấy hàng đấy đâu, nó chỉ có hàng to, hàng rộng. Nhưng mà cái dãy China theo thì nó phải có chứ. Ừ đấy, kiểu đấy đấy. Ừ, em cũng nghĩ đến điều đấy. Ở đây cứ cách tầm mấy bước chân nhỉ? Long ơi, đo ở đây xem mấy bước chân nào. 6 bước chân là có một cái thùng rác luôn. Bỏ khẩu trang ra. Ôi. Ở Sing là đi ngoài đường nó không phải đeo khẩu trang rồi, ở trong nhà thì phải đeo, ngoài đường thì không bắt. Ai đây, đất nước văn minh nhất thế giới, cái gì đây? Ở chip market. Ờ, đi. Theo chân food blogger Nguyễn Hoàng Long, anh ấy là người dân local, người bản địa. Về rồi mà, từng giấc mơ ăn kia. Anh là cái này đúng không? Ừ. Em là cái này. Ừ. Sầu riêng, thuyền là mango pudding. Ừ, ok. One sesame base. One durian chendol, right? The new durian that you give me. Oh, the durian or the yam base? Yes, yes. Okay. And one mango pudding. Mango pudding? Yes. Thank you. Đây là cacao nóng này. Đây là caramel hàng than này. Đây là cái gì? Chè đậu xanh. Tả vị đi. Nó là vùng đen thôi. Nhưng mà tất nhiên là bánh trôi tàu. Mà nhân vùng đen thì cái bánh này ngon hơn là ăn cái chè này. Ăn một phát nói được một từ mới Trung Quốc. Tung của là... Tung của là... Mình sẽ sửa mà... chính chính chọn. Đó là. Ê, này ngon cực. Ngon cực luôn. Ăn đi. Không ngọt tí nào. Không ngọt tí nào. Ừ. Nó luôn đấy. Sao quyết định vậy? Ừ. Ngon mà. Cái này là sầu riêng này. Cái trắng này là sầu riêng. Cái trắng này là sầu riêng. Còn cái vàng này lại là khoai môn đậu xanh gì đấy. Hạt sen. Đây là cháo hạt sen mọi người ạ. Món mới, cái gì? Mango sago pomelo. Cái món này ba người ăn chung. Đấy, cái này thì ngon. Chưa thì ngon, không ngon. Ngon. Giải chua. Ở giữa là bưởi. Ừ. Ừ. Ừ, dưới nữa đá, có đá bào, có bưởi, có xoài. Không dễ ăn nhỉ? Ừ. Hợp lý. Ừ, nhìn này. Đúng lúc đi du lịch thì có cung bún to vãi. Thì đi ăn chè xong thì bây giờ mình sẽ ra trung tâm thương mại để xem có gì hay không. Ở đây có Grab nên là mình đã book Grab. Đi cho nhanh. Ừ, book rồi. Ôi, cái đường kia đẹp ấy. Nhìn con đường trước mặt rất đẹp luôn. Quanh qua luôn. Bọn mình đến Yomo. Mỗi lần vào indoor là sẽ phải mở cái app Trace Together để quét rồi mới được vào. Hay mình xin dẫn mọi người đi Yomo Hà Đông. Chúng ta có Louis Vuitton. Ở đây là mọi người đang xếp hàng để vào Dior nhé. Lâu đi ngó Dior làm gì đấy? Dior. Hôm trước vì mà vội mình cần một đôi giày trắng này là mình đã đi mua đôi giày Nike Parke đi đâu hết cả chân. Giày Parke và cái giá của nó. Ta nên đầu tư mua giày xịn đi cho nó êm. Đúng không anh? Bài học. Chơi đẹp đúng không? Ừ, đôi ok đẹp mà. Mua đẹp nhé. Ừ. Oh, you have to wear now. Okay, so you don't have to bump now. Yeah, thanks.
Không cầm hộp theo à? Không, sao mang về được? Ừ? Cầm hộp sao mang về được? Cầm hộp cho vào một cái túi mà kéo về, ít nhất cũng phải là cái túi để đựng cái dây này chứ. Cái túi thôi, nhưng mà hộp có mang về Việt Nam đâu. À đúng, không phải dân chơi dài dài. Dân chơi dài mới cầm hộp về. Sau một thời gian sau bừa nhà là lại vứt đúng không, giống lần trước rồi. Đúng vậy. Thế là mình đã mua đôi giày này ở Fila. Thank you. Hôm nay không nghĩ là sẽ đi trung tâm thương mại mua đồ ấy, là không mang hộ chiếu. Mà lúc mua đồ trong trung tâm thương mại thì mọi người phải mang hộ chiếu theo để ra sân bay sẽ được miễn thuế ấy, cho người nước ngoài, của khách du lịch ấy. Mình không mang, thế là mình phải mượn hộ chiếu của em mình. Đến giờ ăn rồi. Bây giờ mình đi ăn thôi. Bây giờ bọn mình đang đi tàu để đi ăn món rất nổi ở Sinh. Đấy là món cua sốt ớt. Nghe rất là ngon đấy. Hình như giá của món đấy thì không rẻ lắm, nhưng mà thôi để trải nghiệm thì cũng nên thử. Trông chán đời rồi đây. Bạc hết cả đầu. Chờ tàu bạc đầu. Chích tịch. Vừa từ tàu xuống rồi, đang đi bộ ra hàng ăn cua. Thực ra đặt hàng ăn cua là 8 rưỡi thôi. Bây giờ mới có 8:11. Đến sớm quá khéo là sẽ phải đợi. Gần đây rồi thì mình cũng loanh quanh đây cũng được. Mình sẽ ăn ở đâu? Ăn ở cái thuyền kìa. Không, bên này. Sao này xem được nào? Đây là khu Clucky buổi tối này mọi người. Trông quẹ ăn Đà Nẵng không? Cầu Đà Nẵng à ấy. Khu này thì như lúc chiều mình quay cho mọi người lúc ban ngày ấy thì đường phố nó rất là vắng. Nhưng mà nó là khu night life, tức là đêm rất là nhiều hoạt động. Kiểu dư lành. Đây là một dãy ở quán bar luôn. Có bạn của chúng mình ở đây. Hết rồi. Nó loanh quanh chỉ có mấy quán ngồi thôi mà. Ngay lại nhà. Ngay lại nhà. Ờ, nó không có gì kiểu bùng lẩu vậy ạ. Thế á? Đây mọi người ơi, mình đã đặt bàn ăn cua ở chỗ này, Jumbo Seafood. Đây có mấy con seafood ở đây này. Mực ơi. Mực. Mực đang chơi chó rồi. Chỗ này rất là đông, mình đã đặt từ 2 hôm trước mà cũng chỉ có được bàn 8:30 tối, chứ không được bàn sớm hơn tại vì đã full chỗ rồi. Bây giờ mình có 8:15, không biết là người ta cho vào chưa. A few minutes later. Đấy, lấy được bàn rồi này. Đấy, ôi, trên này trông. Trông hay đi lao nhỉ? Ok, bên. Yes. Ôi, thích đấy, bàn 3 người đấy không? À, đúng 3 cái đĩa thật. Ai giàu nhất thì thầu ấy à. Đây có chị em nhá. Ở đây có ở Hồ Chí Minh à? Có, Sài Gòn có mấy chị nhỉ? Ở Sinh mới làm ngon hơn sao? Đúng vậy, đây đúng không? Chắc thế. Best chili crab in Singapore đúng không? Ờ. Beef filet, mọc filet, chiều, non. Không, cứu cua thôi. Cái gì đây ngon đấy? Salad cream. Hải sản, quần với là thịt nguội. One chili crab. One chili crab. Cái gì nhỉ? One seafood bacon. Salad seafood cream. Bacon rồi. Much, much, much later. Đây là món cái gì? Thịt sông khói, quận, hải sản, sốt salad. Nghe đéo ngon. Dịch cho tiếng Việt nghe. Không. Đây là bọn mình đợi 30 phút rồi mới mang ra. Ngon. Đây, service hơi ít. Không bằng hay lao rồi. Hay lao nhân viên còn làm bài tập tiếng Ý hộ rồi. Ở đây là nó kệ là đồ ăn nó ngon, là nó được giải rồi. Là đéo cần service nữa, kiểu chúng mày phải tìm đến tao ấy. Ừ, mức của tốt này. Cua có thể làm lâu rồi nhỉ? Tức là bây giờ nó mới bắt, kể cả nó mới đập. Có thể nó bắt nó đập xong nó luộc lâu ấy. Đây, món chính cuối cùng sau bao nhiêu? Hơn nửa tiếng cũng đã ra. Đây là món chili crab. Con này là 8 lạng à? 8 lạng. Suất này gần 100 đô la Sing, tức là gần 2 triệu con này đấy. Món này để cho mình gấp cho mà bôi nhất vậy. Bật bật, đéo hiểu luôn. Nhìn trên camera đẹp quá anh ạ. Nó
không chứng minh được điều đấy. Cay thật. Hóa ra đây là vị khách khó tính, quán của chúng tôi đẹp thế này là vị khách chê là đây ạ. Bạn phải nhìn nó bằng mắt thường. Tôi tưởng nó phải cho mình cái găng tay như thế này mình ngồi để làm gì đó. Mình có cái kẹp ở đây đúng không? Có cái kẹp phải có găng tay. À, đây găng tay ở đây. Mở ra. Kiểu lầm người ta. Như cái bao cao su. Nào, xin lỗi quán đi nào. Ai như chiếc tiền. Chạy đùi thôi. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua. Cái gì nhỉ? Anh em dưới sân chân đi càng cua. Xong chuyên nghiệp nhỉ? Chả thấy ăn cua rồi mà sao xong chuyên nghiệp ấy. Hồi bé cũng có tập kẹp cua nhưng mà sau đó quyết định là đéo kẹp nữa. Anh ăn thử chưa? Chưa. Sao? Em nghĩ là anh phải húp cùng với cái này này. Ngon không? Không á. À, mồm ra. Không đáng tiền lắm. Thế chúng ta nên gọi thêm một suất trứng muối, đợi thêm 40 phút nữa. Thì bố mẹ ra xem mình lên vật ăn gì khác. Ơ không, nhưng mà cái sốt của nó ngon lắm. Lấy vừa thử sốt mà thì nó cay kiểu cay nồng nồng. Ngon nhưng mà không ngon thì mình biết kiểu bé 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 sao lời in thao à? Hay là mình phải chấm bánh mì nữa, ăn đúng cách rồi. Hay là mình chưa đủ trình độ để cảm nhận hải sản tươi nhỉ? Có cái gì? Không phải đâu. Thịt cua ăn với cái sốt này ăn cũng ngon hạt. Nhưng mà căn bản là cua bóc ra được có một tí thì xong kiểu húp với sốt kiểu một phát hết mẹ một miếng ấy, kiểu mất công ạ. Thế giờ chỉ có một cách là mình bóc hết cho mình để vào đĩa rồi mình chan sốt vào rồi mình ăn đấy. Bây giờ chỉ có kiểu mọi người chung sức nhau kiểu chung sức ra, xong thả hết thịt vào trong đây thành bát súp. Ờ, hay làm thế. Thế thôi để tắt camera đi. Some time later. Mình vừa ăn cua xong rồi. Mấy điểm nhỉ? Mấy điểm? 8 rưỡi à? 8 cũng được đấy. Bây giờ là 10 giờ rồi. Mình sẽ đi lang thang quanh cái khu Corky này một lúc, sau đó là sẽ về sớm. Tại vì hôm nay là dậy từ 5 rưỡi, 6 giờ sáng để ra sân bay và về mới kịp ngủ một tí. Mai sẽ đi lịch trình nhiều hơn.